ban đầu thì không thích nhưng mà đi dụ nên là tới giờ lúc đầu thì thấy nhìn cái mặt cái không có ưng, cái ghét lắm, mà cũng không có muốn tiến xa nữa, nhưng mà sao càng về sau thì thấy chân thành với lại thấy tội cứ bị gái dụ hoài, trời thấy tội lắm, kiểu thương người mà toàn thương gái không à. Gái. Cái lúc đó là hai đứa mới cưới chắc khoảng tầm 2 tháng 3 tháng gì đó, xong rồi có một bạn đó là cũng bạn nó cũng kiểu foster mèo, cũng nuôi nhiều mèo. Bạn kia bạn hả, bạn nữ kia làm như bạn hiểu lầm hay sao á, bạn kêu là mới cưới vợ vậy thôi anh ly dị vợ qua ở với em đi, anh ly dị vợ qua ở với em đi. Dạ, chào mời, cô mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, con tên là Nguyễn Thị Long, con là bác sĩ thú y. Ngoài ra thì con còn làm rapper đó. Hèn gì thấy con mặc đồ xong cái vòng của con nó chói quá đi. Là rapper. Tụi thú y là cái chỗ của con ở đâu? Con dạ, có phòng ngọt dạ, tụi con hiện tại đang công tác tại Long Khánh Đồng Nai. Bác sĩ thú y. Tôi tưởng ở đây đặng ở đặng tôi có cái địa chỉ tám con mua đồ lận. Không, nhà chị qua Đồng Nai cũng được. Ôi sao? Ở Long ơi, năm nay Long bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay con 26. Nghe này, rap một câu cho chú nghe được không? Dạ ok. Lady and gentlemen, MC Yogi right here. Tôi là người luôn tích cực, luôn luôn quẳng lối đo đi ra ngoài kia. Và đây là chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà rất tiếc, hôm nay tôi sẽ đổi tên chương trình này thành Vợ Chồng Và Con. Wow, có nghĩa là đang có đó, em bé đúng không? Hồi nãy giờ nghi nghi rồi định hỏi. Bây giờ thì chắc là mời con giới thiệu về mình. Dạ, bé vợ. Dạ, con tên là Phương Trang, năm nay con 27 tuổi. Và con cũng là bác sĩ thú y. Vậy á, dạ. Hai chồng làm chung, tức là có một cái phòng mạch chung. Dạ. Nhưng mà con có thích rap không? Dạ, ban đầu thì không thích nhưng mà bị dụ nên là tới giờ. Ông dụ con á, ông tỏ tình với con á, ông có dùng rap để mà ông tỏ tình không? Dạ, dạ không, lúc tỏ tình thì bắt đầu hát. Con có nhớ bài đó là bài gì không? Dạ, một bài tiếng Anh. Rồi lúc đó con rất thích cái bài đó, xong rồi lúc mà tỏ tình cái hát lên là bắt đầu cũng siêu lòng rồi. Nghe nè, hai đứa quen nhau trong dịp nào? Con với vợ con là học chung khoa chung trường, nhưng mà thời đó bạn cũng không có quan tâm con. Bạn ấy kiểu thấy con như là thằng ít ơ nào đi dập dập ngoài đường. Tại vì ở trong khoa chăm nuôi thú y á, khoa thú y á hầu như là nữ rất là ít, nam không à. Nhưng mà ngoài ra thì bạn ấy kiểu cũng tạm gọi là hoa khôi của khoa đi, thì cũng nhiều vệ tinh chặn chùm. Chặn chùm. Chùm luôn. Tới khi mà con đi làm, con mới gặp bạn ấy ở cái bệnh viện bạn ấy đang công tác. Nói, ủa, như bạn này mình học chung nè. Cái mà mới cái tương tác qua lại, xong mà cũng nhắn tin rủ đi chơi không thèm đi. Ủa, nên ngày này lúc đó là con có bạn trai chưa? Dạ, lúc mà bạn nhắn tin đó thì có rồi, nên là cũng không để ý. Rồi sau này khi mà chia tay cái người đó, rồi bắt đầu bạn này bạn mới nhảy vô. Tôi lên, thấy đăng gì cũng lên vô, cũng nhảy vô. Làm quen. Dạ. Gặp lại đó. Là gặp ở bệnh viện thú y. Dạ, bệnh viện thú y. Cái lần gặp lại đẹp hơn so với trong trường không? Lần gặp lại đẹp hơn trong trường. Đẹp hơn chứ, lúc đó người ta dậy thì rồi nổi ơi. Còn động lực vô mặt luôn đúng không? Sao nữa Long, kể đi. Gặp xong rồi bắt đầu mới suy nghĩ là giờ mình cũng đâu có quen ai đâu ta, giờ mình cũng đâu có làm gì ta. Thế thôi cũng, thôi lỡ rồi, trẻ luôn. Khi nhắn tin với bạn này một thời gian, cái hai đứa cũng có được sự là cái liên kết trong suy nghĩ nào là hai đứa thấy giống nhau quá. Sở thích cũng giống nhau, cũng yêu mèo giống nhau. Rồi cũng ăn uống cũng giống nhau, cũng hợp. Cũng dễ suy nghĩ hơi làm liều. Cái cũng tỏ tình luôn. Rồi bằng sao mà con lại chấp nhận coi như là quen ổng vậy? Dạ, lúc đầu thì thấy nhìn cái mặt thấy không có ưng, thấy ghét lắm, mà cũng không có muốn tiến xa nữa. Nhưng mà sao càng về sau thì thấy chân thành. Với lại thấy tội cứ bị gái dụ hoài. Trẻ thấy tội lắm, nói chung là cái mối tình mà trước khi mà quen con đến với con á, thì là cái bạn đó là bạn hai bạn là tính chuyện kết hôn rồi. Nhưng mà cuối cùng là người ta bỏ bạn này để người ta lấy người khác. Bỏ nó giống như bỏ một con mèo đúng không? Còn con là con bỏ người ta hay người ta bỏ con? Dạ con bỏ người ta. Đáng vừa này lắm, bởi vì hốt hụt. Hốt cái con mèo bự này. Ủa nhưng mà tụi con với nhau được mấy năm? Dạ tính từ đám cưới thì được hơn một năm. Nhưng mà ba mẹ của con là gặp bạn là có ưng bạn liền không? Dạ không. Nhìn thấy ông đàng hoàng hay sao? Dạ nhìn thấy còn nhoi á, không chưa có chững chạc á. Cái lần đầu tiên con đưa bạn này về, bạn hành động như thế nào mà để ba mẹ mình đánh giá? Thấy bạn là nhoi nhoi. Thấy là nhoi nhoi. Dạ không, lần đầu tiên là lúc đó là đi làm, tại vì con bị tốt nghiệp trễ do Covid. Thành ra là đi lúc mà làm lễ tốt nghiệp á, thì có mẹ đi, rồi mẹ thấy bạn này đưa con đi. Đó thì mẹ nói sao mà
thấy nó nhoi quá nhoi quá nhoi không chưa thấy anh chững chạc nhiều thì đó anh cứ qua nhà rồi gặp mẹ. Bây giờ nó đã chững chạc đâu con, nó vẫn nhoi mà. Dạ vẫn nhoi. Nó nhoi sao nó ấy ráp được, tại vì ráp là nó phải tăng động liên tục. Nó mới ổng lúc nào mới ổng cái tay ổng nó phải nó phải tăng động nó mới ừ. Thì con nói cho mẹ hiểu là tại vì bạn này là bạn bên bên underground bên này kia mẹ mới à, thì ra là nó có máu nghệ sĩ nghề nghiệp đó. Dạ. Bệnh nghề nghiệp đó. Dạ. Nên là mẹ cũng chấp nhận. Em bé được mấy tháng rồi? Dạ em bé là 8 tháng. Ba tuần nữa là trời ơi. Sao nhìn nhon quá vậy? Ừ. Trộm vía nhìn rất là nhon thiệt nha. Cô tưởng đó là chắc cũng ở 3-4 tháng mới cấn á, hiểu kiểu 3-4 tháng. Thôi chúc mừng. Dạ. Rồi chúng ta tới cái phần kia đi. Kể thật xấu á, chồng con nó còn xấu cái gì nữa không? Đầu tiên là hay cọc tính, hay nóng tính. Cái gì? Bạn... Nó vui gì mà nó cọc tính với nóng tính hả? Dạ. Cái tuổi này mà cọc có hả? Mỗi lần bạn ấy cọc tính lên thì nó thể hiện như thế nào? Bạn đi làm với con mèo. Dạ đi làm với mèo thì con không có ưng cái chuyện đó. Con tại con thương tụi nó dữ lắm. Thương tụi nó như là con, như là miếng thịt trên người rớt ra vậy á. Nên là đi làm với mèo bắt đầu con cọc lại. Cọc lại thì bạn này bạn thấy cọc lại là bạn im. Rồi còn gì nữa không? Hay kiểu thương người mà toàn thương gái không à? Là mấy gái. Dạ, mấy gái. Cái lúc đó là hai đứa mới cưới chắc khoảng tầm 2 tháng, 3 tháng gì đó. Xong rồi có một bạn đó là cũng, bạn đó cũng kiểu foster mèo, cũng nuôi nhiều mèo. Cái qua nhà giúp đỡ người ta, rồi cho người ta mượn tiền này kia. Rồi kiểu nhắn tin thân mật, nhắn tin mà kiểu quan tâm quá. Bạn kia bạn hả, bạn nữ kia làm như bạn hiểu lầm hay sao á. Bạn kêu là mới cưới vợ vậy thôi anh ly dị vợ qua ở với em đi. Là con đọc được cái tin nhắn đó hả? Dạ, anh này anh nhắn lại là không em ơi, vợ anh vẫn là nhất. Dạ rồi lúc đó con mới dằn lại chứ không thôi là con soạn sẵn lời ly hôn rồi. Tan nát rồi hả con? Dạ. Rồi bây giờ con mong muốn nó thay đổi điều gì? Anh đừng có cọc tính này đổi lên mấy con mèo nữa thôi. Cũng đừng có kiểu thân mật với con gái nhiều quá vậy. Con không thích đi thôi. Cũng con làm được, con làm được chuyện đó. Dạ, thật ra thì bây giờ cái nghề của con á là ngoài làm thú y ra thì con còn làm cái nghề còn lại nữa. Nhưng mà thì chắc có quản lý, gọi là ông thầy á, thì thầy con để ý nhiều lắm. Thầy con thấy là con lúc nào cũng có một khoảng cách với mấy cái bạn nữ đó, mặc dù là làm mấy nghề đó là trời xung quanh là đá hồng không mà ai cũng đẹp hết. Nhưng mà con luôn có khoảng cách, tại vì căn bản là con luôn tôn trọng vợ con luôn đi đâu cũng nghĩ là đúng vậy, vợ mình sẽ ở nhà vậy mình phải suy nghĩ lại. Rồi giờ tới con đó Long. Thì vợ con thì có hai cái tật xấu, đó là nhóng nhẽo với cả ghen thôi. Nhóng nhẽo đáng yêu thì con có thể chấp nhận được, còn nhóng nhẽo này là tỏ vẻ ra nhóng nhẽo để bắt con làm cái việc đó. Con đã kiểu đánh răng rửa mặt các thứ rồi xong xuôi rồi là đi ngủ đâu muốn ăn gì nữa đâu, bà thèm mà bà năn nỉ mãi, bà nhóng nhẽo, xong rồi cũng làm một tô mì lên cho bà ăn, bà gấp được đúng một cọng mì bà ăn xong bà hơi ăn hết đi, phải ngán mà đúng không? Đó, chưa có bầu luôn là cũng đã như vậy rồi. Nổi điên không? Nhưng mà con khá là khắc kỷ bản thân mình, con luôn có một cái luật gì đó. Lúc mình cưới vợ con về là từ lúc con bỏ phá luật luôn, phá luật luôn. Còn bây giờ chắc cũng to đến cái thời mà mới quen vợ con này, giờ có con hơn 20 kg. Wow, yên tâm đi con, mai mốt có con rồi con sẽ giảm ký nha. Rồi còn gì nữa không? Còn hay ghen thì như con nói á, thì thời gian đầu vợ con hay ghen lắm, nhắn tin hoài à, đang làm cái gọi điện quay vòng vòng xem có ai không. Thì cũng có nhiều đó người, cũng có nhiều bạn nữ thôi, đâu có gì đâu. Gọi hoài tới khi có một lúc đó là chắc không biết sao các bạn ấy hiểu được chồng mình nó không có đến mức độ là nó đi vòng vòng với mấy bạn nữ đâu. Cái thôi cái cũng buồn nên hết ghen. Thứ ba là bạn ấy có một cái là bạn ấy cũng kiểu bạn thương mèo quá, bạn cũng tự nhiên quá, bạn không suy nghĩ còn suy nghĩ gì. Con mèo đó nó đang ăn cơm mà thay vì nó không có lựa giờ khác để nó đi làm cái việc trọng đại của nó, nó làm trước mặt con đang ăn tô cơm mà con bực con chửi nó. Cái vợ con lại biểu sao lại chửi con mèo như thế, cái xả đầu đó. Trời ơi, đang ăn cơm ngon lành nhìn cái hết muốn ăn coi. Là binh mèo hơn chồng, cái này là phải thay đổi nè. Cái này là phải chồng mình là nhất, sau này là con với chồng là nhất chứ không phải mèo là nhất đó. Bây giờ mong muốn thay đổi gì nói luôn anh mong. Anh thì muốn em là em thương mèo thì thương cũng thương ít lại xíu, thương sao anh giờ là thương nhiều quá, giờ thương anh hơn xíu đi chứ giờ thương mèo quá. Đúng em rồi. Thương mèo quá. Cái thứ hai là anh biết là em ghen là có lý do, nhưng mà anh hy vọng là em sẽ tin tưởng anh vào cái những cái mà anh đang làm. Cái thứ ba là
Anh cũng biết là hiện tại thì cũng sắp có em bé cho nên là một số thứ cũng đang thay đổi cho người em, nên anh biết em cũng hơi mệt, cho nên anh hy vọng là em sẽ ráng vượt qua hết cái thời gian này, sau này có em bé có con rồi thì anh sẽ ráng bù đắp lại cho em. Trời ơi, gặp tôi là tôi phóng qua, tôi hôn cái luôn rồi. Ôm hôn không được, không được, không được, không được, xả luôn, càng lâu càng tốt luôn á. Trời ơi, rồi thôi. Cặp này dễ thương quá, dễ thương quá. Chỉ biết cầu chúc cho hai mẹ tròn con vuông đó, và cuộc sống của các con càng càng ngày càng tốt hơn. Để dặn bé Vũ mèo chút xíu. Tại vì mình tâm lý, tại cô thì thương chó, cô sợ mèo, con thương mèo thì cũng y chang vậy thôi. Thì mình cứ nghĩ nó là động vật, nó không biết suy nghĩ, nó cần phải mình bảo vệ nó, này kia nó yếu ớt, nó không có tự lo cho bản thân nó được. Động vật bây giờ nó rất là khôn, và cái khả năng mà tự bảo vệ của nó mạnh mẽ hơn mình luôn á. Cho nên con cứ yên tâm là kiểu gì mà nhất là mèo, mèo nó hơn chó gấp đôi luôn đó. Cho nên giờ cái người mà con cần phải quan tâm là nó, với lại sau này là em bé này. Ok, nó nhớ không? Nha. Rồi. À, sao có thấy hồi hộp gì không? Dạ có. Có luôn à. À, chắc lẽ quý vị cho nên dành tràng pháo tay để ủng hộ cho cặp vợ chồng. Rồi, mời em giới thiệu với mình. Em tên là Chị Thiên, năm nay 29 tuổi, hiện là kỹ thuật viên là bố. Còn em? Em là Thùy Trang, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang làm kế toán ạ. Dạ. Trang với Thiên là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên là em làm trước ở văn phòng, rồi vợ em tới làm sau, nên hai người quen nhau tại đó. Thì ấn tượng đầu tiên thì chỉ thấy anh ta đen rồi cứ im im ngồi một cục trên máy tính vậy thôi ạ. Cái xong rồi cũng không có ấn tượng gì hết á. Không ấn tượng gì. Nhưng mà dạ. Em thì ngược lại, thì em nhìn cô này em có ấn tượng không? Thấy nhỏ này ốm yếu. Ốm yếu đúng không? Mỏng manh lắm. Cùng im im. Ai là người tiếp cận ai đầu tiên? Dạ em. Tại vì là ở văn phòng là chỉ có em, bởi vợ làm thôi. Thấy bạn ấy lâu lâu á, cứ úp mặt với bạn khóc, rồi là tin nhắn cứ tới liên tục. Lúc đó thì em cũng tò mò thôi, đâu biết chuyện gì đâu. Rồi tới rồi chụp điện thoại, rồi tin nhắn sáng lên thì đọc được, biết ra là chuyện đang chia tay người yêu, khóc, buồn. Nhưng mà bạn lấy cái điện thoại bạn coi thì cô này có phản ứng không? Thực ra lúc đấy là đang quá buồn bã rồi. Bình thường á, nếu như mà một người nào đó mà lấy cái điện thoại của mình đọc là xâm phạm quyền riêng tư của mình á, thì chắc là lúc đấy sẽ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mà do lúc đấy buồn quá nên là dạ bất cần, kệ luôn. Sau đó thì anh ấy lại kiểu biết chuyện rồi nên lại quan tâm hỏi han nó kia, giúp mình đỡ buồn. Cái là lúc đấy em cảm thấy được động viên nên em chia sẻ với ảnh luôn, em kể hết mọi chuyện ảnh luôn. Rồi đến khi nào thì bắt đầu mới chớm cái tình yêu? Khoảng tầm 5 tháng sau thì bọn em chính thức quen nhau. Rồi hai bạn trong thời gian yêu nhau đó thì có khó khăn gì không? Dạ có, quen nhau 2 năm rồi mà thấy anh ấy không có quan tâm đến em, cũng không có về ra mắt gia đình em. Xong rồi gia đình em kêu á là nếu như xác định mà yêu thì phải ra mắt rồi cưới hỏi đàng hoàng. Đã 26 tuổi rồi cũng không còn nhỏ nữa. Nhưng mà lúc đấy chắc là do ảnh kinh tế ảnh chưa vững á, ảnh lại kêu là cho con một thời gian nữa để suy nghĩ. Cái lúc đó là em cảm thấy tủi thân lắm. Tại vì đã yêu nghĩa là mình phải xác định là cưới thì sẽ phải nói với gia đình mình là sau này đó mình sẽ cưới nhau. Nhưng mà phải cho con thời gian, ý là phải vậy. Nhưng mà đây không trả lời, lại kêu là cho con thời gian suy nghĩ. Lại như kiểu là đang đắn đo cũng không biết là có cưới mình hay không. Cái xong rồi cộng với sự vô tâm của ảnh, em nói chia tay ảnh luôn. Bao lâu? 1 năm. Lý do sao quay lại? Lúc đấy là chắc tại vì đến cái tuổi đó rồi cũng khó tìm một người nào mà quan tâm và theo cái ý mình á. Cái xong buồn bã quá rồi không biết làm sao nữa, cái nhắn tin cho anh này kêu gặp em nói chuyện xíu đi. Hôm đấy ảnh cũng đồng ý gặp luôn. Tại vì cái thời gian mà 1 năm đó ảnh theo đuổi em rất nhiều luôn á. Nhắn tin rồi cứ chạy Sài Gòn Biên Hòa rít luôn. Có những hôm á đến nỗi là ảnh ngủ ở ngoài công viên ấy. Nhắn tin cho em kêu là anh đang ở ngoài này nè, em đang gặp anh đi. Nhưng mà lúc đấy là đang quyết tâm chia tay ạ. Tội nghiệp, nghĩ thương chồng quá, giờ kể lại thấy tội nghiệp đúng không? Thấy thương quá, với cả mình cũng không phải là hết tình cảm. Cái là quyết định là quay lại, xong rồi kêu ảnh là thôi, bọn mình cưới nhau luôn đi. Thương quá rồi. Còn hai em lấy nhau bao lâu rồi? Lấy nhau được 8 tháng rồi ạ. Bây giờ trong 8 tháng về ở chung mái nhà rồi đó. Bây giờ tới cái giây phút mà là sống nhau nè. Anh hỏi em nè, đó với một cái anh mà hy sinh và chờ đợi và theo đuổi mình như vậy thì về ở chung nhà ông này có lo tính xấu đâu? Dạ nhiều, tính xấu thì nhiều lắm. Thay đổi sắc mặt. Nước mắt đang lưng trồng, đang đỏ hoe vậy. Có tính xấu không? Dạ xấu lắm anh ơi. Biết cả thái độ liền. Rồi. Dạ, tại vì trước khi cưới anh cũng hứa là anh sẽ cố gắng quan tâm em nhiều hơn. Chứ không có như hồi xưa nữa. Thì
Lúc đấy thì tin tưởng dữ lắm. Anh này chắc là rút kinh nghiệm rồi, chia tay một năm cơ mà. Nghĩa là chắc phải rút kinh nghiệm dữ lắm. Mà ai dè về vẫn tiếp tục không quan tâm vợ. Cứ đi làm về rồi về nhà là ôm điện thoại, không có quan tâm để giúp đỡ vợ việc nhà gì hết trơn á. Vô cùng lười luôn. Ở nhà thì em đã đi chợ nấu ăn. Em thấy việc gì cũng đơi tay hết rồi. Giả sử như cái rác nó đầy quá rồi, nhìn thấy trước mắt cũng không có làm. Xong rồi em bực quá em phải quát lên: anh có thấy hay không vậy? Rác vậy sao mà không chịu đổ? Mọi việc em đã làm hết rồi. Cái xong đổ được một hôm xong. Một hôm? Dạ. Tiếp tục hôm sau không đổ. Không đổ nữa. Nên là vẫn vô tâm này, vẫn gọi là lười biếng như vậy. Dạ. Tại sao em lại chia sẻ công việc né, của bạn? Né, tại sao né? Tại sao né? Đợt em làm về muộn á, 7 đến 8 giờ mới về. Nên mỗi lần về thì vợ nấu ăn hết. Còn nên nhiều lúc thì cũng lười vậy. Kêu á, việc nhà là việc của đàn bà. Không có phải là việc của đàn ông. Hơi gia trưởng rồi đúng không? Nên là anh không muốn làm. Phải khi nào mà vợ nhắc thì mới làm thôi à. Rồi, bây giờ tính xấu của cô ấy. Đúng rồi đó. Cho Thiên nói thử coi vợ em xấu tính cái gì. Tính của bà thì nói chung là cẩu. Quát mà to. Nói chuyện bình thường hoặc là nói gì đó thì phải quản cho to lên. Nói chung nhỏ nhẹ thì không được. Nhưng đây phải nói bự. Ăn to nói lớn. Lớn ớm nhưng mà lỗi gì nữa? Rồi là cứ mỗi lần tối mới đi ngủ đi, cứ bắt em một á phải ôm, hai á phải gác, ba là phải gài này. Phải ngủ. Tức là em gác cổ. Dạ. Em gác cổ. Dạ. Là bắt em gác. Dạ. Bắt em ôm. Dạ. Ừ thì giờ em ôm em gác rồi thì em phải gái cho người ta. Cái này duyệt, cái này duyệt, duyệt. Còn gì xấu nữa? Hai quên đó. Ví dụ giận nhau đi, bà đang giận mình. Vẫn như bà quên đó. Em tới mò tới bà kêu hỏi em làm gì vậy? Thì bà trả lời bình thường, không có chuyện gì hết. Vẫn xong mới kêu em quên, đang giận lắm rồi. Em quên luôn. Lặng lặng tí đó dễ thương. Ờ, có nghĩa là đang giận tự nhiên. Mà nhiều chuyện quên lắm. Ôi nhưng mà tới khi hết hồn mới sực nhớ là mình đang giận, không là có im đi. Tới lúc đó kìa, ôi chết, em đang giận anh mà. Sao tự nhiên nó chơi anh chi vậy? Thôi bây giờ em mong muốn ở vợ em thay đổi điều gì, Thiên? Biết chăm lo cho mình tử tế hơn. Chăm lo cho mình tử tế là sao? Tại vì là nhiều lúc mà bà đau ổn đi, bà không chịu mua thuốc đâu. Bà không uống thuốc? Không uống thuốc, đời em mua mới uống. Còn con không uống. Tại vì chồng mua thuốc thì mới mau hết bệnh. Đúng chưa? Dạ. Con hiểu, anh hiểu tâm lý. Không rồi sao nữa? Có gì chuyện gì thì hai vợ chồng nói nhỏ nhẹ thôi. Đừng có quạt to chứ, cho mệt. Rồi còn Trang? Em thì chỉ muốn anh Thiên là biết quan tâm vợ hơn. Rồi cùng nhau chia sẻ việc nhà. Thực ra hai bạn này thì cái vấn đề nó cũng đâu có nan giải gì đâu. Tức là hiện giờ là một ông chồng rất là kiệm lời. Và gọi là em mà có gây lộn đi chăng nữa chắc em cũng gây lộn vào khoảng không thôi đúng không? Mình em nói lớn rồi mình em ngưng à. Khi nào mà em mà quát quá thì chồng mới phản ứng lại. Chứ đó. Còn mà bình thường đành hay nhịn. Đó thì đó chị nhìn nhờ Thiên là chị có cảm giác là như vậy. Thôi bây giờ vậy nè. Cái mong muốn của vợ em cũng đúng đó. Em chịu khó em quan tâm tới vợ nhiều hơn chút. Nhiều khi tại vì em kiệm lời, vì em không quan tâm nên nó mới thích nói lớn vậy đó. Nói để cho em phải quan tâm đúng không? Dạ, mà nếu mà thương vợ thì phải để cho ở vợ nhà nói vui lại. Cửa vui nhà thì đó. Em phải là người chủ động nói đó. Cho nên nếu mà thương vợ thì phải để cho vợ bớt nói lại để cho mập mạp ha. Cho nên nãy có một cái chi tiết em thấy khi vợ em nhớ lại cái quá khứ mà vợ em khóc luôn đó, là em hiểu là vợ em thương em như thế nào. Cho nên rằng là khi tụi em có được lại nhau thì cố gắng giữ. Dạ. Cố gắng và phải mãnh liệt hơn nữa để mau chóng có thành viên mới ra đời nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em. Nữa nhớ cho địa chỉ tới mua mấy áo hoa này nghe, tại anh khoái lắm. Dạ, chắc chắn. Rồi, giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Tăng Hoàng Nguyên. À, em năm nay 31 tuổi. 31? Ừ. Nguyên làm công việc gì? Dạ, em đang làm DJ. Wow, DJ. Làm gì thấy chưa? Thấy chưa? Như nó khiến là sao ta? Hồi nãy chị nhớ không? Trước khi vô chương trình cái em tạo dáng. Chạy rapper luôn á. Dạ. Rồi là bây giờ là em vẫn đánh trong các sàn đúng không? Dạ đúng rồi, em vẫn hoạt động ở trong các club vào ban đêm ở khu vực Bùi Viện và quận Nhất. Ồ hay quá, em có đào tạo học viên không? Dạ, thôi đừng nhận ảnh. Sao vậy? Trời ơi, thấy ảnh rất là tiềm năng. Tướng ta DJ như thế. Cái công việc đó là phải thức khuya đúng không? Thức khuya. Mà anh Bin á thì bây giờ tuổi già sức yếu, ảnh tức tuần lễ á là ảnh đổ bệnh là mất công, em mang quà nữa không? Bỏ đi. Thôi chúng ta có thể học online được đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mời vợ của DJ. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận ạ. Con tên là Ngọc Châu, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại con là kinh doanh yến, bán yến tại nhà với lại Sở Khuyên. Sở Khuyên đúng không? Dạ. Ngọc Châu hả? Dạ. Trời ơi, biến ngô tên thật là Ngọc Châu đó. Ê hả? Ê. Cái này chắc là vợ em sỏ cho em đúng không? Bật thí nghiệm, bật thí nghiệm. À vậy đó hả? Thí nghiệm. Sỏ đâu? Dạ. Sỏ tài leo kìa. Bốn cái hộp ở trên đầu tay. Ồ. Trời đất ơi. Ê,
Ồ, cưng xỏ bằng kim hay gì? Dạ, bằng kim chuyên dụng ạ. Tại vì con biết Ngô á là Ngọc dạ. Châu đó, trời ơi, nó mong muốn nó được xỏ lỗ tai quá. Dạ. Mà không biết ở chỗ nào. Hồi nhỏ chị không sợ hả? Chưa em ơi, chị sợ cái lỗ cái là cái chỗ này nó dày quá đó dạ. Cưng. Nó đi xỏ 2-3 lần rồi mà lần nào cũng bị bích hết trơn á. Dạ vậy có chương trình mình lưu số điện thoại với nhau để đó. Đúng rồi, sao đây sợ vô đâu. Với lại anh cũng xin số luôn nghe. Em dạ. Coi tổng thể gương mặt của anh xỏ chỗ nào được. Ngay đây. Xỏ như hàng một như mũi trâu á. Đó nè, bảy hột xoàn vô hả cưng? Dạ. Rồi em xỏ một cái đây nè Bin. Em mua một cái hột xoàn đâu cũng 5 gra, em dứt vô đây là xong hàng. Tưởng tượng đi cái mặt nó lần. Rồi, bây giờ chàng DJ và cô gái xỏ khuyên, các bạn có thể kể cho chương trình biết là cái cơ duyên lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau đó, cũng là một cái lần vô tình thôi, thì người bạn thân của em là thích em gái của vợ em là bạn này, thì mới rủ em đi chơi chung, có nghĩa là hai cặp nhưng mà chủ yếu là bạn kia muốn tán em gái còn em chỉ là đi chơi thôi đi là tức là đi theo cho có tụ đó về cái tụ kia có dính không hay là chỉ có tụ này dính có tụ này dính biết ngay cái dòng đời như vậy đó bởi vì chị hỏi liền đó không dòng đời nó ngược ngạo lắm thường là vậy đó thì cái ấn tượng đầu tiên của em gặp bạn này là khi mà em nhìn từ phía sau tới là tóc rất là dài dài lắm ạ. Bây giờ còn dài không? Dạ vẫn còn ngang lưng thôi chứ lúc trước là tới mông luôn. Dạ. Bây giờ vẫn dài luôn ha. Dạ. Thì chưa thấy mặt nữa nhưng mà khi mà nhìn vậy thì bắt đầu thấy trong lòng mình nó có cái cảm xúc lạ rồi. Mới nhìn phía sau thôi đó mà thấy lạ rồi. bạn là tức là trong tiềm thức của bạn á là bạn đã thích một hình ảnh cô gái tóc dài rồi. Chứ còn thường á mà ở Đà Lạt á gặp nhau mà ở Đà Lạt mà ở ban công mà chưa thấy mặt mà xóa cái tóc này ra là em hiểu như anh Bin là coi như hiểu rồi hả? Tôi gặp em bỏ chạy luôn á đó. Thì lúc đó là đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn. Hồ Xuân Hương luôn đứng ngay Hồ Xuân Hương luôn đó, mà lúc đó coi như là có sáng chiều tao hay là sáng sớm thôi vui luôn hay vui bạn này mà lúc đó em mặc đầm trắng hay đầm gì nào như một cái màu đỏ không sao màu đỏ chắc không này căn hộ 404 của chị á là cái nhân vật nữ là mặc áo đỏ không á cô gái đỏ đó ồ sao nè. Thì nói sau buổi đi chơi ngày hôm đó thì cũng có nói chuyện với bạn này rồi mình dần dần tự nhiên mình thấy có cái tình cảm nó khác lạ hơn cái tình cảm bạn bè chút rồi quyết định là sẽ thử theo đuổi bạn này xem như thế nào. Nhưng mà cái lúc mà khi mà em nhìn đằng sau em thấy tóc dài vậy, cái lúc mà em cận cái mặt lúc mà quay lại thì cảm giác em sao? Dạ, em thấy bạn này cũng xinh. Quá đẹp chứ xinh gì. Đẹp chứ xinh gì. Quá đẹp luôn đúng không? Dạ thì đối với em lúc đó là bạn này rất là ok. Trái tim là xuyến xoắn liền đúng không? Biết sao không chị? Dân DJ á là gặp gái đẹp nhiều lắm. Gặp gái đẹp trong pub, trong club rồi nhiều lắm. Đó, cho nên là gặp cô này thấy cũng được thôi. Hả? Dạ, không phải đâu. Lúc đó em mới 17 tuổi rồi. Ủa là lâu lắm mà hả? Dạ là tụi em quen nhau đến bây giờ đã là 13 năm rồi. Trời ơi vậy hả? Mai chúc mã. Lúc đó em còn đẹp cỡ nào nữa ta? Bây giờ mà đẹp như vậy. Dạ 19 lúc đó là em 19 tuổi. Còn chồng là lúc đó 17. 17 tuổi. Là chị. Dạ em đúng không? Dạ. Em hay chị thì cũng giống em hay chị Thúy Nga thôi. Em Thúy Nga mấy tuổi? Em nhỏ Thúy Nga 3 tuổi đó. 4 tuổi. Thì đó đang ta gấp đôi thôi chứ nhiêu. Ủa em gấp đôi người ta đó. Đây người ta mới có phân nửa. Rồi sao nè. Nhưng mà ấn tượng của em về Nguyên thì lúc đó như thế nào? Dạ lúc đó thì em không có ấn tượng về gì về Nguyên hết. Tại vì Nguyên là bạn của em gái. Kiểu vậy đó em lại không thích người nhỏ tuổi. Vậy như vậy là em kêu Nguyên bằng em rồi. Dạ xin tên. Dạ xưng tên thôi. Rồi bạn chở đi vòng vòng thì mình nói trời nó trăng tùm lum la gì đó. Mình biết là bạn thích. Cái mình cứ né né. Né là do xấu trai, dạ, không đẹp trai hay là do cứ tuổi? Cứ ấn tượng là nhỏ tuổi thôi, biết người ta thích mình cái là mình cứ né né. Né chị ra đi em chơi. Dạ. Lúc đó chắc em còn phiền quá. Mà lúc đó Nguyên có biết rằng là chị né em là do em nhỏ tuổi hơn không? Dạ cũng có cảm giác luôn, với lại mỗi lần qua nhà chơi thì cũng hay thể hiện cái tình cảm ra nhưng mà thấy bị từ chối rồi má vợ lúc đó cũng không thích lắm. Tại vì thấy còn nhỏ mà nói chuyện yêu đương này kia thì má vợ cũng không thích lắm. Không thích lắm. Nhưng mà là cách nào để mà em cua được người chị này? Em nói chung là hồi đó còn đi học á mình hay coi mấy cái phim Hàn Quốc á mình cũng bắt chước theo mình lãng mạn rồi ở trên Đà Lạt thì cái khung cảnh nó cũng hợp lý đúng rồi rất là hợp với những bộ phim Hàn Quốc đó đâu kể cho anh nghe một số cái chi tiết lãng mạn là sao những cái phương thức mà em cua chị
Hồi đó tụi em mà bạn này hay thích đi học anh văn trung tâm thì em có xin đăng ký đi học theo, mặc dù là em không thích anh văn chút nào hết. Đăng ký học chung với bạn để lấy cớ chở đi chơi, chở đi học. Xong rồi rủ cúp cu, xong rồi em chở đi xuống dưới Hồ Tiền Lâm, rồi em đốt pháo hoa, dưới đó, rồi mua bông, mua đủ thứ để dụ bạn này. Dạ. Nói chung là ở Đà Lạt thời gian đó là tụi em nói chung là đi hết tất cả mọi điểm trong thành phố Đà Lạt, rồi đi cả các điểm du lịch luôn. Nói chung có chỗ nào lạ là em chở bạn này đi chơi hết. Dạ. Mà bạn ấy vẫn không chịu. Dạ đúng rồi. Bao lâu em? Một năm. Một năm trời. Một năm trời. Tốn nhiều tiền không? Dạ lúc đó thì mỗi ngày chỉ được 30.000 thôi, nhưng mà đổ xăng thì hết 15.000 rồi. 15.000 là... ngày 50 đi, cứ cho ngày 50 dạ. đi. Gặp thời này là mệt mỏi luôn. Một tháng là triệu rưỡi em, một tháng triệu rưỡi mà một năm trời nha, em tính là nhiêu đầu tư cũng lớn à chứ. Đó nhiều. Vì 17 tuổi á, mà với cái số tiền vậy là không có đơn giản đâu. Cũng may là cô tới bây giờ đó. Hỏi thiệt bây giờ tới giờ xin lời không? Tới bây giờ nè, tới dạ, bây giờ. Có lời một cục 5 tháng. Lời đó một cục 5 tháng luôn. Rồi bây giờ nè, rồi tức là trong một năm đó là bạn không chấp nhận. Dạ. Nhưng mà qua đến khi nào thì bạn mới chấp nhận em? Dạ, có nghĩa là cái lúc đó là em buông xuôi. À lúc đó là một năm á là cái quải quá buông xuôi luôn. Em bắt đầu em cảm thấy nản rồi thì với lại lúc đó bạn này cũng có nhiều người theo đuổi quá. À, mình thì lúc đó em tính ra là em là ở vị trí thứ tư rồi. Đúng rồi, với cái nhan sắc này mà chắc chắn thì là mấy phải lựa chọn. Bắt đầu mình cảm giác là nản rồi. Cái mình quyết định là mình không theo đuổi nữa. Thì khi mà bạn này thấy em không theo đuổi nữa thì bắt đầu bình thường có người quan tâm, tiếc. Có người qua chở đi ăn, đi uống, đi chơi, đi học. Thì bây giờ không thấy nữa, không thấy ai nhắn tin hỏi han. Thì bắt đầu bạn này cũng cảm thấy là nhớ nhung. Cảm thấy cái mức quan trọng, mức độ quan trọng của em. Nguyên thấy không, cuộc đời không? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đúng không? Bây giờ để hỏi cảm giác của bé vợ đi. Lúc đó làm sao tự nhiên một năm ta săn đón mình, đưa mình đi khắp nơi. Đầu tư đủ kiểu đúng không? Đùng một cái cắt đứt thì lúc cảm giác em sao? Dạ kiểu như là mưa dầm thấm lâu á, tới lúc mình thấm rồi cái tự nhiên cái ông chạy mất tiêu. À lúc đó thấm rồi đúng không? Mà giả bộ đúng không? Ủa nhưng mà ngộ lắm em ơi, thấm hồi nào mình không biết. Giống như cái đó nó giống như là một thói quen, ngày nào mở mắt ra cũng thấy ảnh. Chúng em một ngày muốn đi đâu cũng thấy ảnh này kia nọ, cái đùng một cái á, chặt đường săn cộ một cái, giống như là cái đường huyết mạch á, chặt ngang một cái là chơi hiếu liền, không hiếu liền chiêu chiêu. Sao lúc đó cảm giác em sao? Dạ cũng khó chịu, xong rồi cái mình cũng con cũng nói chuyện cũng chủ động liên lạc vậy đó, rồi xong rồi cái ảnh tỏ tình thêm một lần nữa, xong rồi lúc đó là con mới chịu. Ủa nó nghe nè, lúc vậy mấy cái đuôi kia thì sao? Tại vì Nguyên nói là không có cái đuôi nào mà chịu hết trơn á, nhiều người đeo đuổi nên là con không chịu ai hết luôn. Dạ đúng rồi. À, đúng là cái duyên đó nghe. Tại sao cuối cùng lại chọn cái đuôi này? Có nghĩa là có bốn cái đuôi đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tự nhiên cái đuôi này chặt một phát. Dạ. Rồi ba đuôi kia vẫn còn không? Dạ cũng còn. Hay là cùng một lúc là bốn cái đuôi nó chặt hết? Dạ không, mấy anh kia cũng còn đeo đuổi vậy đó, nhưng mà kiểu như là anh này cho con cảm giác là an toàn nè. Với lại kiểu như là ảnh ấm áp. Dạ đúng rồi, với anh kiên trì lắm. Kiên trì, rất là kiên trì, cho nên là rồi xong rồi con liên lạc lại với ảnh. Dạ rồi trong bao lâu thì ảnh trả lời con, hay là ngay lập tức? Liền luôn. Liền luôn. Dạ liền luôn. Khoan khoan xí xí, tức là con chặt cua là bao lâu? Nhanh lắm. Dạ, nhanh lắm. Khoảng tầm đâu một tuần à. Đúng rồi. Con gái chị nói tại em nhớ từ sáng tới chiều mà không nhắn tin là đã khó chịu rồi. Qua ngày hôm sau là vượt ngưỡng rồi. Đến ngày thứ ba cảm thấy bực bội rồi. Ngày thứ tư là phải nhắn thôi. Tới luôn. Là phải nhắn thôi. Là trong cái tuần đó đúng không? Dạ. Tại trong cái thời gian theo đuổi cũng suy nghĩ là mình tới sau, nhưng mà mình được cái mình ở gần nhất cự ly nhì tốc độ. Nhưng mà sau khi mà bạn liên lạc lại với con á, là cái lời tỏ tình thứ nhì là cách đó là bao lâu? Dạ là sau đó khoảng vài ngày thì có hẹn nhau đi chơi. Thì lần này tỏ tình nghiêm túc hơn. Rồi. Đó, cái lần đó tỏ tình là như sao nè? Dạ thì cũng vẫn đi xuống cái địa điểm quen thuộc là dưới Hồ Tiền Lâm thôi. Con làm gì? Là lần này để bạn ở ngoài đợi. Thì ở Hồ Tiền Lâm nó có một cái cầu, có đi ra một cái căn nhà để mình ban đêm người ta đốt cái đèn soi cho mấy cái thuyền bơi. Thì chuẩn bị sẵn mấy cái pháo hoa cái sông rải khắp cái đó, sẽ bắt đầu đi một vòng đốt cho nó cháy lên, xong rồi dẫn bạn ra và hỏi nếu mà bây giờ mình quen nhau thì lúc đó vẫn xưng tên thôi. Nguyên muốn có một cái câu chuyện tình yêu nó nghiêm túc và một cái câu chuyện tình yêu nó sẽ đi với nhau thật là lâu. Dạ tại vì trước đó là con có quen nhiều người rồi, nhưng mà chỉ là không cảm giác là yêu, chỉ là thích thôi. Con quen nhiều người là trong thời gian nào? 17 tuổi con cua bé này rồi. Rồi xong rồi con lại nói chứ đó là kiểu như là đi học là tình cảm á, quay phim lùng cho. Con quen lúc nào? Dạ nhiều lắm, quen cũng được đâu 3-4 bạn trước. Con đừng nói là một tháng chia tay đó, một chứ là chưa một tuần chứ.
Một tuần chia tay là con quen thêm. Dạ, không có đâu đúng dạ không? Không? Dạ không. Vậy là trong lúc quen với người ta là có quen người khác nữa? Dạ không, à, thực ra là không có quen ai hết. Là... Vậy sao con nói con quen nhiều người? Là trước đó. Trước 17 tuổi, tức dạ, là con bắt đầu yêu người đi học, năm. Đi học là thích. Là thích kiểu rồi. Tình cảm học sinh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà chị ơi, kiểu như là không... Đúng cái thời đó tôi nói từ cấp 2 là đã để ý rồi. Trời ơi, bây giờ nít nó yêu sớm lắm. Nhưng bây mà... giờ gì cách đây 13 năm đâu nọ. Trời ơi, từ xưa em cũng vậy đó, cấp 2 em yêu thương rồi. Ờ quên, anh có thương thầm gì thế nghe. Hơn anh 4 tuổi á. Hoài, ví dụ như hoài. Anh bị ấy, anh bị fail. Nhưng mà cái mà ấn tượng nhất trong một năm theo đuổi bạn này là bạn rất là cá tính. Và những con gái Đà Lạt thì lại không như vậy. Con gái Đà Lạt thì kiểu nhu mì. Nhu mì rồi nói chung là công chúa. Còn bạn này rất là cá tính nên cảm thấy bạn ồ sao bạn này lạ quá. Càng tìm hiểu càng thấy thích như một người con trai vậy đó. Có lúc thì giống như là hai thằng bạn đi với nhau. Rồi có lúc thì khi mà con cảm thấy có, cuộc sống nó có những cái buồn thì chia sẻ với bạn này thì cảm thấy là có thể san sẻ được, rồi có thể đôi khi dựa dẫm cho bạn này nữa. Nên nó mang tới nhiều cái cảm xúc. Rồi, dạ. Nghĩa là đến cái lần ở Hồ Tuyền Lâm là cầu tỏ tình là coi như chính thức quen nhau đúng không? Rồi có nghĩa là các bạn là ủa như vậy là các bạn ở Đà Lạt suốt luôn hay sao? Dạ thật ra là vì cái thời gian lúc đầu á là vì gia đình của bạn gái của vợ con là có chuyện buồn nên là ba má con mới chuyển lên Đà Lạt ở một thời gian thì khoảng hơn hai năm. Thì sau khoảng thời gian 2 năm đó thì cả gia đình chuyển về Biên Hòa lại là hai đứa quen xa. Biên Hòa. Con về Biên Hòa. Dạ. Rồi bạn này thì vẫn ở Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Ủa, là yêu sao bao lâu? Dạ khoảng 6 tháng. Không, vậy là hai đứa cũng hay bởi vì lúc đó là con mới có 18 tuổi thôi đúng dạ, không? Dạ lúc đó là 19 rồi. Không, lúc mà con yêu bạn này là 17, con... 2 năm sau là 19. Ừ, thì là 17 á, 17 nhưng mà là con cua phải bạn mất tới 5 lần. Dạ đúng rồi. Là 18. Ừ, 18 là con mới chính thức là con có bạn gái đúng không? Rồi có chút xíu là coi như là bị yêu xa. Coi như được 1 năm là 19 tuổi là yêu xa hết 6 tháng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà lập luận rồi kiên định ghê, không có lộn xộn gì là hay chứ. Bây giờ mình phải hỏi nghe, trong cái thời gian yêu xa như vậy thì là có xa mặt cách lòng, rồi có chia tay không? Dạ không. Thật ra là càng xa thì càng thương. Dạ. Cứ mỗi tháng mà lúc đó là con vừa mới học xong trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật là chuyên ngành du lịch thì con có đi ra làm ở Lệ Tân ở một cái khách sạn đó thì cứ mỗi tháng lãnh lương ra là bắt xe đi xuống thăm bạn này liền cứ mỗi tháng một lần như vậy. Rồi bạn này có lên Đà Lạt không? Con có lên dạ không? Không, con không có được đi qua đêm. Dạ gia đình khó không có được đi qua đêm. Không phải là nhỏ quá. Dạ đúng rồi, nhỏ lắm. Dạ mà cái đường từ Biên Hòa đến Đà Lạt xa chứ bộ. Đúng rồi, lên xa. Đà Lạt rồi lúc đó nếu mà gia đình có mẹ lên đó thì không gì. Còn nếu mà không có mẹ đi lên Đà Lạt rủi ông này ông dụ làm gì làm sao đúng không? Dạ. Nhưng mà hai đứa là coi như là giữ cho nhau cho đến đêm tân hôn luôn hay sao? Dạ là 8 năm ở bên nhau 8 năm rồi thì bạn mới tin tưởng bạn trao cho. Tới 8 năm luôn hả? Dạ. Ủa sao mà giữ cho tới thời gian lâu dữ vậy? Tại yêu xa cũng mấy năm mà hả con? Yêu xa mấy dạ năm? Yêu xa 6 tháng. Rồi sao quên yêu xa 6 tháng? Rồi ảnh xin bố mẹ đi xuống Sài Gòn để ở gần ở với chị hai để ở gần con hơn. Dạ, lúc đó thì ảnh xin xuống Sài Gòn để học đi chay. Xong rồi ảnh ở Sài Gòn con ở Biên Hòa. Thì hai đứa cũng gần hơn rồi. Dạ. Vậy mà vẫn giữ gìn được cái 8 năm. Giữ 8 năm luôn. Dạ. Hay quá, hai đứa này đáng yêu ghê. Mà lý do vậy? Do dạ tại vì kiểu như là gia đình con nói chung là gieo cho con từ nhỏ tới lớn là kiểu như là để dành cái thanh xuân, cái ngàn vàng cho mình để cho đêm tân hôn đó. Cho nên là con cứ mỗi lần con sợ là không có cho. Xí xí nó nghe nè, không cho nhưng mà ổng có đòi không? Dạ có chứ. Dạ có chứ sao không có được. Nhưng mà được cái cho rồi có giận không? Cái mặt ổng sao? Nói chung là cũng dụ cũng nói chung là cũng đòi cũng dụ đủ thứ nhưng mà được cái là rất là cưng rất là chiều con cho nên là ví dụ con không cho thì cũng thôi tôn trọng rất là không tôn sao trọng đâu em dạ, rất là tôn trọng chứ không phải là muốn cho bằng được. Nếu lúc đó con có cảm giác là bạn này bạn không yêu mình không? Dạ không ạ, tại trong cái suy nghĩ của con khi yêu bạn này là không có đặt nặng cái chuyện đó. Đúng rồi. Tại vì thật sự là rất khó để gặp một cái người mà cho mình được một cái cảm giác mà mình yêu người ta hơn yêu bản thân mình. Hay quá. Cho nên là khi mà nghĩ tới điều đó thì nghĩ cũng bình thường thôi, với lại có thể là do cái hoàn cảnh sống nữa, do cái môi trường sống nữa là ở Đà Lạt thì cuộc sống nó nhẹ nhàng lắm rồi, nó khiến cho con người ta cũng cảm thấy nhẹ nhàng trong mọi việc vậy đó. Nên trong cái suy nghĩ của con cũng không có nặng nề quá. Được rồi, quá hay. Rồi á là tụi sau bao lâu tụi con cưới nhau? Dạ
11 năm. Dạ 11 năm. Sau 11 năm có nghĩa là 11 năm luôn. Sau bắt đầu trao cho nhau cái ngàn vàng là 3 năm sau mình dạ. đám cưới đúng không? Dạ đúng. Mà thực sự là tụi con có cảm thấy hòa hợp với nhau không? Tụi con dạ có. Hòa hợp không? Rồi có em bé chưa? Dạ con có một em bé được 5 tháng tuổi. Là mới đây ra hả? 5 tháng tuổi. Sao mà chị hỏi không? Em biết sao chị hỏi không? Thực ra hỏi như vậy để mà thông qua câu chuyện của hai bạn này á thì cũng muốn chia sẻ một chút với lại các cặp mà có một cái gọi là thanh mai trúc mã mà yêu nhau từ từ tuổi sớm. Tại vì con nít bây giờ như em nói á, là các bạn yêu nhau sớm lắm. Dạ. Khi 15, 16 tuổi là đã biết yêu, đã biết rung động rồi. Thì rõ ràng ở đây cái việc là sống thử thì ở thời điểm này rồi, thời đại này rồi, cũng không ai mà gọi là lên án cái việc sống thử cả. Dạ. Thế nhưng mà nếu như mà các em á mà được giống như cái cặp này á, thì cái phần nhiều, cái phần lợi sẽ đến với mình nhiều hơn. Lý do cái lúc mình nhỏ nhiều khi mình không có cái là control được bản thân mình không có biết được cái lợi cái hại, thì nhiều khi nó xảy ra những việc đáng tiếc. Ví dụ như là có thai trước thì thử tưởng tượng đi, lúc đó là mình sẽ phải làm mẹ nè, làm vợ nè, học hành thì chưa đến đâu nè, sự nghiệp chưa có gì cả, thế là cuộc sống của vợ chồng nó sẽ đi đến cái chuyện gọi là gặp khó khăn. Nếu gia đình giàu có mình không nói chi, nhưng mà nếu mà tự các bạn mà phải bươn chải, tự các bạn phải làm sự nghiệp của mình, thì lúc đó là gần như tương lai sự nghiệp của mình nó gọi là nó chững lại, nó đứng lại luôn. Và gọi là rất ít người có thể vượt qua được cái ải đó để tạo dựng cái sự nghiệp nó rạng rỡ cho mình, cho cuộc đời mình cũng như con cái mình được sung sướng. Thành ra là tại sao cô Vân hỏi như vậy là bởi vì muốn là nếu như các bạn trẻ nào mà mình yêu nhau sớm á, thì mình có thể bắt chước hai bạn này. Và rõ ràng bây giờ các bạn thành đạt rồi. Đó, nhìn cặp này là mình thấy là ai cũng có sự nghiệp riêng cả đúng không? Mà lại rất là hạnh phúc. Rồi bây giờ trái ngọt ra đời là 5-6 tháng rồi mà coi như là cô dâu chú rể này nhìn phơi phới vậy đó. Mơ mẫn. Đó, cũng muốn chia sẻ vậy thôi. Và nhân đây thì mình cũng muốn là các vị phụ huynh nếu mà có xem chương trình và nghe những lời khuyên của chị Vân thì chúng ta phải là những người đồng hành với các con của mình. Chính xác. Và ghi nhận những cái gì mà chị Vân vừa chia sẻ để có thể là mình có thể đến cái lúc này chúng ta sẽ cho con cái xem, hoặc mình có thể mình hiểu biết thêm để mình có được một cái phương thức nào đó để mà mình giáo dục con hiểu về giới tính, hiểu về cái việc gọi là đúng yêu rồi. Nhau và giữ cho nhau như thế nào. Ủa nhưng mà anh thắc mắc hoài, tới 12 năm mới cưới là sao? Thật ra là 11 năm là vì do gia đình hai bên là không có kinh tế khá giả đó, là nên họ chủ động được cái chuyện cả đó. Hai là quyết định là tự chủ. Và nhưng mà em con cầu hôn bạn này là vào một cái ngày cũng khá đặc biệt, đó là cái ngày 7 tháng 7 năm 2017. Thì cái ngày đó nó con đã mua cái nhẫn cầu hôn trước đó khoảng nửa năm này, cũng chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn chưa sẵn sàng. Thì tới ngày hôm đó thì khi mình thức dậy mình cảm thấy cái ngày hôm nay nó thật đặc biệt luôn, thì mọi thứ nó đến giống như là cái tình yêu này nó đến một cách tự nhiên vậy đó. Thì quyết định là đặt hoa, đặt bánh, rồi đặt nhà hàng, rồi xong rồi cũng hẹn bạn này đi ăn, rồi xong cũng làm một cái màn cầu hôn gọi là cho cảm giác bất ngờ. Mình cũng hai ba lần bất ngờ gì nữa đúng không? Dạ, bất lúc ngờ, rất là bất ngờ. Hồ Thuyền Lâm, Hồ Tuyền Lâm dạ. đã bất ngờ như Hàn Quốc rồi đúng không? Rồi anh giờ thêm cái lần nhưng mà ok không? Cái lần cầu hôn dạ chắc chắn. Dạ, đúng rồi, lúc đó cũng hơi rung lắm. Đến mức độ mà không có nhờ ai quay phim hết, thì rất là may là có một cái bạn nhân viên thì bạn móc điện thoại ra bạn quay lại cái khoảnh khắc đó. Dễ thương. Thì chị nhớ cái lúc đó là quỳ xuống và chị nói rằng em có chấp nhận làm vợ anh không, còn những cái câu sau đó thì quên mất tiêu rồi. Quên chừng. Bây giờ là nhất quyết không nhớ luôn. Anh chuẩn bị rồi, anh kiểu giống như là bữa đó thấy anh cứ nhẩm trong miệng cái gì đó giống như là lên sớ sẵn vậy đó. Xong rồi cái tới lúc mà ảnh tặng hoa xong cầm bánh kem ra là con thấy ảnh rung quá trời rung. Sao tự nhiên quỳ gói xuống mà con cũng bị đơ luôn. Mà ảnh quên thoại, quên lời hết trơn, không biết nói cái gì với con luôn. Anh chỉ nói là con chỉ nhớ được một câu là em có đồng ý làm vợ của anh không. Rồi cái gì nữa đó, rồi xong rồi nửa đời còn lại sau này của em thì hãy để cho anh được chăm sóc nha. Trời cũng may là ông nói là vẫn đúng chính tả đó. Dạ. Chứ có cặp đó chị nhớ không? Ông chồng quỳ xuống, em ơi em có đồng ý làm chồng anh không? Có, đã có câu chuyện trên sân khấu này rồi, rối lên và nói ngược lại chứ. Dạ. Nói như là đồng ý. Dạ. Mà năm đó là năm 2017. Dạ. Ôi thì tại sao tới 2020 mấy mới đâu đám cưới luôn? 20 Ủa sao lâu như vậy?
Dạ cũng dạ. Vì kinh tế tại vì nhiều. Có nghĩa là cầu hôn thôi dạ. Nhưng mà chưa đám cưới. Cầu hôn giữ chỗ. Cầu hôn giữ đặt chỗ. Dạ giữ chỗ mới đám cưới. Nhưng mà khi mà con quyết định cầu hôn bạn này là mình cũng xác định là ngày hôm nay nó khác rồi. Từ hôm nay trở về sau là mình có động lực để mình làm việc chứ mình tại vì lúc trước thì cái công việc này nó cũng không phải là cái nguồn thu nhập chính. Thì sau này nó bắt đầu ổn hơn thì con mới cảm thấy là mình tự tin mình muốn xây dựng gia đình. Bạn này vậy cái là cái cặp này có mấy nấc á. Đúng rồi. Nấc đầu tiên á là cái nấc mà ở Hồ Tuyền Lâm á là bạn gái là đã có động lực để mà yêu xa, để mà thủy chung, để mà phấn đấu rồi. Xong đến lúc mà mình trao cho nhau cái của gọi là của ngàn vàng á, cái ngàn vàng rồi thì bắt đầu mình phải cầu hôn chứ. Mình phải cầu hôn để bạn thấy cái gọi là cái chân tình của mình chứ, đúng không? Rồi. Là coi như là một cái ngưỡng thứ nhì rồi. Như vậy đó rồi đến khi mà làm đám cưới và bây giờ cho cái trái ngọt đầu tiên nữa thì chắc phải có một cái hột xoàn nữa rồi chứ phải làm thêm lần nữa sau đây là phải thêm một cái lễ nữa đó, đại khái là lãng mạn. Như vậy là cái đêm đó là cô ấy trao cho Nguyên luôn đúng không? Dạ không, trước đó. Trao rồi thì bây giờ mới phải cầu hôn để có trách nhiệm. Em hiểu không? Là phát triển tâm lý là phải như vậy. Đó. Nói chung là từng bậc nói chung là cái chuyện tình yêu này nó hơi cổ điển. Không, nó rất đẹp nha, nó rất đẹp. Thế mà bây giờ anh tò mò muốn biết là bây giờ cuộc sống hai đứa là khá hơn rồi đúng không? Dạ cũng đỡ mà. Dạ cũng đỡ. Tại vì ảnh hưởng do dịch á, từ 2 năm qua thì cái công việc ở Nightline thì nó bị ảnh hưởng nhiều. Trước mắt là công việc DJ là nói chung là hai đứa cứ yên tâm là cả thế giới chứ cũng phải riêng gì Việt Nam mà không có riêng gì gia đình hai đứa đâu. Anh 6 tháng này trước đây là luôn. Trước cái cặp này là một cặp hai vợ chồng nước ngoài luôn mà cái bạn nữ bạn nói chuyện bạn phải bật nước khóc luôn á. Bởi vì người chồng nước ngoài cũng bị ảnh hưởng tại đây luôn. Đúng rồi. Đúng lắm. Nhưng mà bây giờ mình ổn rồi phải không? Dạ. Bây giờ từ từ mình phải ổn thôi. Thôi bây giờ mình tới cái vụ kia. Tới cái vụ kia đi. Đó. Sống nhau chắc không có thói hư tật xấu nào đâu ha. Sao nè, bây giờ hỏi vợ trước đi. Dạ. Anh ấy có những cái tật xấu gì không? Thấy sao mà đẹp quá. Anh thương nó chiều em dữ lắm. Dạ, anh chiều, anh rất là chiều ạ. Anh chiều dữ lắm, chiều luôn. Mà chỉ có một cái là cọc. Với lại có chuyện gì á, nói hoài. Bực lên là cứ nói mà không có kiểm soát được cái lời nói của mình luôn. Nhưng mà nóng lên thì những cái phản ứng như thế nào? Thì anh tự làm đau mình thôi. Thì anh chịu nóng lên nói mà con không nghe. Dạ, đấm tay vào tường. Đấm tay vào tường. Rồi có đập kiến không? Dạ không. Bà kiểu như là nói là con lắng nghe hay là sau đó thì anh cứ nói hoài. Mỗi lần mà con nói biết rồi đừng nói nữa. Cái là cái anh nói sai hay anh thấy sai anh nói cho nghe, tại sao mà cứ cãi anh vậy? Tự đấm tay vô tường. Dạ. Có bao giờ đập đầu vô tường chưa? Dạ chưa. Có vậy cái đô còn nhẹ, đô này còn nhẹ. Dạ. Đô kia kìa. Có đập đầu điện thoại luôn. Hả? Đập điện thoại luôn. Dạ. Lần đó là con giận. Mà có bể không? Bể. Đập điện thoại là phải bể chứ. Dạ bể. Sức đàn ông mà. Cái điện thoại. Cái đâm tại gì? Vì nhiều khi đập lên cái ghế xích lông rồi sao? Đó. Giận. Bây giờ còn vậy không? Dạ vẫn còn chứ. Chỉ có một cái là tính nóng. Nóng tính. Nhưng mà có lớn tiếng với em không? Có lớn tiếng. Dạ lớn tiếng. Cọc thì lớn, rất là lớn tiếng. Lớn tiếng với giận là cãi vã đó. Dữ dằn đúng không? Rồi mỗi lần mà thường như vậy là tại sao những cái lúc mà con đập đầu đập tay vô tường như vậy là lý do tại sao? Nghĩa là khi đó là nó dồn nén quá nhiều rồi thì bản thân mình không muốn tổn thương người khác thì mình chỉ còn cách tổn thương mình thôi. Không, ý là con dồn nén những cái việc áp lực ở bên ngoài công việc của mình hay là với vợ? Khi cãi nhau với vợ rất là hiếm. Và mỗi lần cãi là rất là to. Tại vì cứ những mình chịu đựng ở vừa áp lực công việc ở ngoài rồi đôi khi là những cái chuyện bặt vặt trong gia đình thì nó càng ngày nó càng dồn nén thì đến một lúc nào đó nó như cái quả bom nó nổ ra. Nổ ra thì cái lúc đó thì mất kiểm soát. Thì nhưng mà trong cái thâm tâm mình cũng không muốn là mình sẽ làm một cái gì đó tổn thương tới vợ, nhưng mà về cái lời nói thì hơi thiếu kiểm soát nên là cái đó con cũng vẫn đang khắc phục. Ok. Nhưng mà con có thường chia sẻ công việc của mình cho vợ không? Ví dụ nhiều khi áp lực trước đây thì có nhiều, nhưng mà từ khi vợ có em bé thì ít lại, tại vì khi mà thấy vợ ở nhà chăm con rất là cực, mình không có muốn mang cái áp lực ở ngoài đường về trong gia đình. Yes, đúng rồi đó. Có nghĩa là khi mà đến một cái độ tuổi mà mình cảm thấy là mình đủ sức để mình gồng gánh gia đình, mình phải là trụ cột thì những cái chuyện đó mình có thể chịu đựng được thì mình cố gắng. Như vậy thì cái xác suất mà tự đập tay vô tường á, lúc trước khi có em bé và sau khi có em bé lúc nào nhiều hơn? Sau này là không có nữa, tại vì khi mà cãi nhau thì chuẩn bị bùng nổ nhìn con. Nhìn con là mình cảm thấy là ủa tại sao mình đang làm cái gì vậy, mình đang định nói cái gì vậy. Anh muốn hỏi là trước khi chồng em chia sẻ cái điều này, em có biết chồng em tại sao có những cái phản ứng như vậy không, là chịu đựng em có biết không? Dạ
do công việc rồi nói chung là cuộc sống khó khăn nên là ảnh dồn nén mà ảnh không có tâm sự được với con á. Không phải là không tâm sự được mà không có dám chia sẻ, sợ là thêm gánh nặng về cho vợ mình. Tại vì mà ổng đi làm về, ảnh đi làm về lúc nào cũng coi con buổi tối cho con nè, rồi cơm nước này kia nọ là ảnh cũng nấu. Nhiều khi ảnh cho con bú sữa đêm, canh con ban đêm cho con ngủ không à. Mà ở ngoài đường thì áp lực nhiều việc ảnh cũng không nói được. Thì mình nghĩ là lúc nào ảnh cũng ổn. Rồi tới khi mà ảnh bùng nổ thì ảnh trách là anh đã nhiều việc rồi em còn không có san sẻ được mà còn trách anh này trách anh kia, cho nên là ảnh mới bùng nổ vô. Bây giờ này cô đố con biết tại sao vợ khóc? Đố. Tại thương chồng. Tức là cái giọt nước mắt này là do là như thế nào? Có nghĩa là cổ tưởng tượng lại những lúc mà con như vậy, cổ tủi thân hay là vì lý do nào khác? Theo con thì có nghĩa là con thì con cảm thấy là đây vừa là giọt nước mắt hạnh phúc mà vừa giọt nước mắt chắc bóc nữa. Có nghĩa là tại sao anh không chia sẻ với em? Tại vì em vẫn muốn chia sẻ và vẫn muốn, có nghĩa là san sẻ tất cả những vấn đề với anh, tại sao anh không nói, là tại sao anh cứ cố gắng chịu đựng một mình như vậy. Cô á thì cô lại có một cái cảm nhận khác con một chút xíu, có nghĩa là tại sao vợ con khóc, là bởi vì như vậy con hiểu đâu khi cái người phụ nữ á, nhất là người vợ, nếu họ thực sự yêu chồng của họ thì khi con có tưởng tượng lúc mà hình ảnh mà nhìn cái người chồng của mình á đập tay vào tường hoặc đập đầu vào tường á, là người ta cái nó nhói đau ở cái tim, vì mình biết chồng mình đau. Mình biết chồng mình đang rất là khổ tâm, rất là áp lực. Chứ không phải là do tuổi thân là tại sao anh đối xử với em như vậy, không phải. Mà nhìn cái hình ảnh cái người chồng mình như vậy chịu không nổi. Tại mình biết chồng mình rất là đau, rất là khó chịu, rất là khổ, nhưng mà không biết cách nào. Đó, nó là như vậy. Ví dụ như người chồng mà đánh người vợ lại khác nha. Mà tự làm đau bản thân mình để kềm cái cơn giận xuống, để kềm những cái gì mình cần giấu xuống. Thì cái nỗi, tức là cái lòng yêu, lòng thương của người vợ nó khủng khiếp lắm. Bây giờ khi mà vợ con khóc á, là vợ con cái cảm xúc đó nó trào lên, có nghĩa là vợ rất thương con, thương lắm luôn á. Thương và rất là, con nhớ lại hình ảnh đó con bị xót đúng không? Xót khủng khiếp luôn á. Đó, nó là như vậy đó. Cho nên cô nghĩ là sau đây á, thì có lẽ mình không lặp lại hình ảnh đó nữa đúng để rồi. Tội vợ mình nó khóc tội lắm. Vì 5-6 tháng em bé mới 5-6 tháng đúng không? Đó, mà bây giờ lại còn đứt ruột với chồng kiểu đó nữa thì là rất là tội nghiệp, cho nên thôi đi con. Mà Nguyên nãy nói là dạo gần đây là hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Từ lúc mà có con là thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà từ lúc mà có con cho tới bây giờ đó, thì hai vợ chồng có những cái chuyện gây nhau hay là có những cái sự giận hờn vì nhau? Dạ có, gần đây nhất là vợ ghen. Là nói chung là câu chuyện này nó cũng không có gì hết, là tại vì trong cái ca làm thì sau khi làm việc xong thì sếp có nhờ con đi công chuyện trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thôi. Nhưng mà cái địa điểm nó hơi nhạy cảm là ngay cái khu vực mà nhiều khách sạn. Thì vừa làm xong thì là lo đi liền. Là lúc đó là không có bật 3G trên điện thoại. Thì lúc đó vô tình là vợ gọi vô. Gọi vô là để cho nói chuyện với con trai. Nhưng mà lúc đó gọi không được thì gọi FaceTime không được thì bạn này mới gọi điện thoại thường. Thì lúc đó là vừa xong việc là đang trên đường quay về lại cái khu vực làm việc á, thì có giải thích nhưng mà bạn này không nghe. Cũng ghen lắm. Rồi anh đang làm gì, anh ở đâu, tại sao em search em thấy anh đang ở ngay cái khu vực khách sạn đó. Là bạn này có cài cái chế độ là tìm kiếm nhau trên điện thoại. Thì con có giải thích, rồi cũng có chụp hình nói chuyện với quản lý trong cái khoảng thời gian đang làm việc đó cho bạn xem, giải thích cho bạn. Thì bạn này bắt đầu cũng hơi nguôi. Tự nhiên lúc đó thì con lại cảm thấy oan ức quá. Ủa, tại em đang đi làm mà cũng thấy oan ức quá. Rồi hôm đó cũng gặp một số cái vấn đề là trong công việc nữa. Cái xong cũng nói là tại sao em không có hiểu anh, anh đâu có làm cái gì đâu, em phải tin tưởng anh chứ. Thì nói chung là do tâm lý sau sinh của vợ cũng có những cái nó bất ổn, mặc dù là con cũng cố san sẻ bằng mọi cách là san sẻ việc chăm sóc em bé nè, rồi làm những cái việc trong nhà như nấu ăn dọn dẹp đồ này kia là con làm hết. Nhưng mà vẫn cảm thấy là vẫn chưa đủ với vợ. Lúc đó cũng tâm lý lắm, nhưng mà không hiểu sao là tại sao mình tâm lý như vậy, mình hết ngoài cái thời gian làm việc lúc nào mình cũng ở nhà nhưng mà tại sao vợ vẫn ghen như vậy. Và mặc dù là định vị thì con vẫn bình thường luôn, con không có suy nghĩ gì về cái vấn đề là định vị hay gì hay không. Thật ra là nếu mà cài cái đó vô thì
bạn này có đi đâu, đi làm xa thì con vẫn biết được là bạn có an toàn hay không. Ừ. Nên cũng không có đặt nặng nhẹ cái vấn đề đó, nhưng mà không hiểu tại sao là ghen dữ vậy. Ừ. Đó, hai vợ chồng có cãi nhau lớn tiếng thì cũng khá căng thẳng. Ừ. Nhưng mà nó hết nhanh lắm. À. Khi đến khi tối đi làm về nhìn thấy con trai đang nằm đó rồi, thôi ngày hôm sau lại bình thường. Khi nào đòi ly dị không? Dạ không. Nhà hai đứa chưa bao giờ cãi nhau đến cái mức mà phải đòi chia tay chia chân. Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi. À, như vậy đúng là quá vậy tốt thì rồi. Quá tốt rồi. À, và nhất là khi mà con đã nói, khi mà đã nói, Nguyên đã nói được cái điều là nhìn con mình xong tất cả mọi thứ bỏ qua hết. Dạ đó, đúng rồi. Bạn đã hiểu được như thế nào về gia đình. Dạ. À, rồi bây giờ thôi tới Nguyên đi. Giờ, con, tật xấu của cô ấy là vợ gì? Con tố con là tánh con hơi nóng. Nóng tính. Còn đó, vợ con sao? Tại vì tính con là nếu mà cảm thấy cái gì đó nó không ổn thì là nói thẳng ra. Ừ. Là phải giải quyết ngay lúc đó luôn. Rồi. Còn vợ thì là im lặng. Im lặng và không nói gì hết. Ừ. Đến khi mà con nói nhiều quá chịu không nổi thì quánh chồng. Cô ấy cũng nóng. Nhưng mà đây là quánh thẳng luôn. Quánh thẳng luôn hả? Bật thẳng luôn hả? Tay luôn. Chắc lúc đấy. Đó ỷ nó xanh trước á, nó có quyền quánh con á. Rồi nói chung là... Nhưng mà quánh sao? Quánh đau thiệt không? Đâu quánh con? Yêu? À đâu. Rồi con sao? Quánh mạnh tay. Thì con đấng chịu trận thôi chứ. Chịu trận luôn chứ không có... Không có dám phản kháng. Không dám phản kháng gì hết. Rồi nói nghe nè. Chị không thương em gì hết à? Người ta giận người ta đấm tay vô tường. Còn cô giận là cô coi như cô bụp ổng luôn. Dạ, vậy lúc đó phản ứng nói, của ổng á. Dạ anh hay nói là anh nói nhiều nhưng mà anh không làm hết. Em cũng nào cũng vậy á, em im một cọc lên đánh chồng không? Không nói mà làm đúng không? Cọc bụp chồng luôn. Dạ, cho nên là hai vợ chồng như là bù trừ cho nhau vậy. Ừ. Bây giờ nó còn đánh con nữa không? Dạ cũng thỉnh thoảng. Thưa nó đi con, nó bạo hành con thưa nó đi. Ê, nhưng mà đánh con đánh Nguyên xong rồi đó, rồi chút nữa tỉnh lại rồi có chút ve rồi xin lỗi rồi không? À cũng chưa biết hối lỗi đâu, có một lần là phải gọi điện cho má vợ luôn mét. Mét thì nói má ơi, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau đó, vợ con tán như đầu con, tán như mặt con. Trời ơi, trời. Cái là má vợ cũng phải gọi lên liền. Rồi cũng cắt nghĩa cho vợ hiểu là không nên như vậy. Ừ. Không có cắt nghĩa này phải bỏ liền nha con. Ừ. Con có con trai đó, nó bắt chước con đó. Sau này vợ nó khổ đó nha. Thiệt. Nó vừa thêm cái tánh đánh cọc của ba nữa. Cọc cái cọc của ba nó là coi như con vợ kia là xong hàng luôn đó. Hiểu chưa? Bỏ liền tay. Dạ. Ừ. Rồi. Ở tật xấu là nóng lên là bụp mình luôn. Rồi bây giờ cái còn tật xấu gì nữa nè? Dạ không, thật ra thì chị có cái... Có thích mua cái... sắm không? À đúng rồi. Rất là lâu lâu là hay bê một cục toàn là đồ mà second hand về. Cái xong rồi cứ gì? Lâu lâu một cục mà cái tính của con là con thích ở gọn gàng. Ừ. Còn bạn này là hay cứ rải ra đều đều cho con đi dọn chơi đó. Mà thường là mua gì? Quần áo. À. Quần áo nhưng mà không có phải như người ta là thích đi vô shop rồi mua những cái áo mới, là thích mua một đống một lô vậy đó về. Xong rồi thích livestream bán. Ừ. Nhưng mà thực ra là không ai mua hết. Cho nên nó thành hàng tồn kho. Người ta có máu kinh doanh không hả? Người ta không báo sữa. Bây giờ bây giờ nhiều quá rồi xong phải lọc rồi đem đi từ thiện. Trời. Cho. Con có mua đồ cho chồng mặc đồ second hand đâu? Dạ không, đồ của con thì đồ nữ không? Đồ. Dạ. Mua đồ second hand về để bạn làm ăn. Dạ. Live stream bạn bán. À. Đó, nhưng mà tại vì thời chưa tới cho nên là không có ai mua. Chưa có dèm mua bán. Cuối cùng là đi làm từ thiện. Dạ. Thì cũng được. Bây giờ mình mua đồ second hand bán được, mốt mình mua cái khác. Mình chuyển gọi là chuyển mặt hàng để coi coi là cái năng khiếu buôn bán của mình tới đâu. Dạ. Không biết ngon vậy đó. Hay đồ ấy xong cái đồ nào mà thanh lý là dạ, thanh lý lại thử á. Dạ. Cái đó cũng dễ thương. Rồi còn đằng xấu gì nữa không Nguyên? Dạ hết. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ muốn vợ tin tưởng mình hơn thôi. Tại vì cái công việc của em nó cũng khá nhạy cảm á. Ừ. Thì mọi người hay suy nghĩ là DJ là làm trong một cái môi trường ăn chơi, rồi tiếp xúc nhiều người. Thật sự cái điều đó là nó cũng là đúng chứ nó không hề sai, nhưng mà quan trọng ở đây là cái người đó, người DJ đó họ như thế nào. Đúng rồi. Họ có muốn gọi là hư hay không, hay là họ muốn mình là một người tử tế. Thì anh đã thể hiện cho em thấy hết, anh đã show hết những cái gì mà anh có. Thật ra cái nghề này anh cũng không thích, con cũng không thích cái nghề này. Thật sự là con bị mắc cái hội chứng sợ đám đông, nhưng mà cái nghề nó chọn mình thì cũng gần chục năm nay vẫn đi làm, thì cái đó cũng là cái sự may mắn. Thì nhưng mà trong cái suy nghĩ là gia đình vẫn là trên hết thôi, nên cũng không muốn đánh đổi gì cả, nên chỉ mong vợ là tin tưởng mình hơn. Ừ. Tại vì bây giờ đã có con rồi thì tất cả là dành cho gia đình. Ừ.
Bây giờ cô á, với hai đứa nè, cô chỉ có một cái ý kiến nho nhỏ thôi. Thực ra cuộc tình của tụi con quá đẹp, đẹp quá đi, mười mấy năm trời đúng không? Qua bao mà đúc kết lại là, nếu mà tưởng tượng nha, nãy giờ cô nghe tụi con kể chuyện á, là cô tưởng tượng là toàn những khung hình đẹp thôi đó. Như chú này, chú Thuận là đạo diễn là đúng không? Em đã nghĩ ra là một cái câu chuyện về một cái mối tình mà thanh mai trúc mã quá đáng yêu, vượt lên bao nhiêu trở ngại đúng không? Yeah. Vượt qua bao nhiêu cám dỗ để điều mà đến được với nhau mà lại là nam thanh nữ tú, giữ cho nhau thật là kép, đúng không? Thành ra nó quá đẹp đi, nó chỉ trong phim ảnh, trong cổ tích thôi đó. Vậy đó mà tụi con có được. Thành ra đã có được thì phải giữ được. Con hiểu không? À, cô chỉ nói con vậy nè. Con rất là đẹp. Con rất là gợi cảm, con rất là quyến rũ. Con có tất cả những cái gì của một người phụ nữ đẹp mà chồng mình phải là người giữ mình, chứ không phải là mình là người cần thiết phải giữ chồng. Đó cô nói nghiêm túc. Cái đó là cái thứ nhất về ngoại hình của con. Cái thứ hai là cái tài sản con có bây giờ là cái hộp xoàn của ảnh, là cái thằng cu mà 5-6 tháng đó. Hiểu không? Coi như con nắm linh hồn của ảnh luôn rồi. Nắm linh hồn mà cái người chồng của mình hoặc người vợ của mình á, thân xác không là cái gì hết, cái linh hồn, cái tâm hồn mới là cái quan trọng nhất. Con nắm hết rồi, đúng không? Cho nên rằng á, nếu như chồng con đã có những cái chia sẻ như vậy rồi á, thì con nên bắt đầu thay đổi chiến thuật giữ chồng. Đúng không? Nhưng mà con phải thông cảm là trong thời điểm này, cái nội tiết tố của bạn á, đang rất là thay đổi. Bạn không giống như bạn hồi đó đâu, tại vì con phải đợi cái đó là một năm hơn thì cái nội tiết tố nữ đó nó mới điều hòa trở lại, bạn sẽ trở lại như một người gọi là bình thường trước đó, trước sinh. Đúng không? Cho nên bây giờ là lâu lâu có những cái cơn mà do nội tiết tố nó bị tiết ra nhiều á, em không có kềm hãm được, đúng không? Tại vì sợ chứ, vì quá yêu chồng mà, quá yêu chồng thành ra tưởng tượng. Trời ơi, một khi mà cái bà nội tiết tố bà tiết ra rồi nha, tưởng tượng cũng dữ hơn ta, nóng giận cũng dữ hơn người ta, hiểu không? Mà ngộ lắm. Cho nên con chịu đựng một năm nữa đi. Về phía con là con phải bản lĩnh, con phải tự tin. Con là một người đàn bà đẹp, cho nên con đừng có sợ gì hết trơn. Ok, hai đứa con phải giữ cái mối tình này. Ok, và tiếp lời là anh cũng rất là muốn hỏi các em là nhân cái dịp này, cái dịp mà lên chương trình Vợ Chồng Son, thì hai vợ chồng có điều gì muốn bày tỏ và muốn nói với nhau hay không? Nhân cái sự kiện này. Đúng rồi. Hôm nay muốn tái hiện lại cái màn cầu hôn mà cách đây năm năm. Cái lần thứ nhì đó, phải không? Chứ không có Hồ Tuyền Lâm đúng không? Đây muốn nói một cách rõ ràng hơn, dõng dạc hơn là em có đồng ý làm vợ anh đến suốt đời hay không? Em đồng ý. Chồng vợ cảm ơn thôi hả? Dạ. Có hứa với chồng thêm gì? Hứa như tin đóng cọc à? Không có ghiêng nữa, với lại không có tay chân với chồng nữa. Chồng có nói gì nữa không? Chính xác. Em cũng nói gì không? Này, anh cũng sẽ hứa với em một điều duy nhất là anh sẽ ở bên cạnh em với con đến suốt đời. Ok, được, quá hay. Đó, giống như chị Dân nói thôi, là cái chuyện tình của các em nó giống như phim rồi. Khóc rồi. Và bây giờ khi mà các bạn đang hiện hữu ở đây với một cái hình ảnh này, thật sự mà nói là nó còn hơn phim nữa. Hy vọng là các cặp vợ chồng Son và các cặp vợ chồng khi mà xem được chương trình này và chứng kiến hình ảnh này, thì Quốc Thượng mong rằng chúng ta hãy quý mến nhau, yêu thương nhau và hãy tận hưởng những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, giống như hai bạn nha. Xin cảm ơn hai bạn. Chúc nữa chúng ta gặp lại Hồng Vân và chú Thảo.